Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày mà kiếp khó tìm cầu, có năng nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tạng Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 650, kinh Chư Pháp Vô Hành quyển hạ. Bây giờ văn thù sẽ lại pháp phương tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, con cũng thích nói tướng bất động. Phật nói: ông hãy trình bày những gì ông muốn nói. Văn thù sẽ lại đáp: bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đạt được bồ đề gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lại, tại sao đấy gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả pháp không hướng không đắc, tất cả chúng sinh đều nhập vào trong tánh bồ đề. Tôi nói tất cả chúng sinh đều đạt được bồ đề. Lại nữa, bồ đề này chẳng phải là tướng đạt được. Tại sao bởi tánh chúng sinh tức là bồ đề, cho nên tất cả chúng sinh đều đạt được bồ đề gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều thành tựu tất cả trí tuệ nên gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, tại sao gọi việc này là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh là không tánh, do không tánh nên nhập vào được trong sự bình đẳng của Như Lai. Xưa nay tánh của tất cả trí tuệ này là tánh giống nhau nên gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều là đạo tràng, là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, tại sao đấy gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, đạo tràng có nghĩa gì vậy? Văn thù sẽ lợi, tướng của tất cả pháp là vắng lặng, là không sinh, là không có gì, là không thể nắm bắt, đó là nghĩa của đạo tràng. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh không nhập vào đạo tràng này sao? Phật đáp: đúng vậy. Bởi thế Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều là đạo tràng, là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đắc vô sinh pháp nhẫn, gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, tại sao đấy gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh không tận, không sinh, không có tánh diệt, liền tánh không, nhập vào nhẫn bình đẳng. Thế nên tất cả chúng sinh đều đắc vô sinh pháp nhẫn, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đắc vô ngại biện tài, gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đối với điều vừa nói trong mười phương đều không thể nắm bắt, vì sao phải nhập vào trong pháp bình đẳng vô ngại biện tài? Bạch Thế Tôn, những điều muốn nói tôi tánh đều xa lìa, không quyết định, không sở hữu, cho nên tất cả chúng sinh đều đắc vô ngại biện tài gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đắc đà la ni gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, tại sao có đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh dùng chúng sinh tướng để nắm bắt sắc thanh hương vị xúc pháp, dùng giả dối không thật nhớ tưởng phân biệt để cho lấy hình tướng, do đó tất cả chúng sinh đắc đà la ni gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đắc tâm hành gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ nói, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh không có tánh chúng sinh, xưa nay không giận dữ, không hiền lành, đạt được sự bình đẳng của giận dữ và hiền lành, không còn có sự phân biệt. Thế nên tất cả chúng sinh đều đắc tâm lành, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều thành tựu lòng thương rộng lớn, gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh không khởi, không tác tướng, đời nhập trong pháp bình đẳng Như Lai, không ra khỏi tánh của lòng thương rộng lớn, do buồn bực thương xót không phân biệt. Thế nên tất cả chúng sinh đều thành tựu lòng thương rộng lớn, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều đắc tam muội, gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh tánh thường xa lìa các duyên yên định, nếu chúng sinh biết từ nơi duyên mà sinh, sở hiểu biết phát sinh từ duyên thì không gọi là sở hiểu biết. Tại sao các hiểu biết về nhớ nghĩ đều là nhớ nghĩ vô thường, rút ráo, trống không? Do đó tất cả chúng sinh đều thành tựu tam muội gọi là tướng bất động. Thế Tôn, tất cả chư Phật đều thành tựu tam dục gọi là tướng bất động. Này văn thù sư lợi, vì sao cái đấy là tướng bất động? Và Thế Tôn, tất cả chư Phật đều nhập vào trong pháp tham dục bình đẳng, xa lìa tranh cãi, không đạt tánh tham dục. Bạch Thế Tôn, và lại tham dục tức bồ đề. Vì sao? Vì biết thật tánh của tham dục gọi là bồ đề. Thế nên tất cả chư Phật đều thành tựu tham dục gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật đều thành tựu sân giận gọi là tướng bất động. Này văn thù sẽ lợi, vì sao cái đấy là tướng bất động?
Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật đều nói các pháp hữu vi là sai lầm tội lỗi, an trụ trong tánh sân giận bình đẳng, thông đạt tánh sân nhuế. Đó gọi là tất cả chư Phật đều thành tựu sân nhuế, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật đều thành tựu ngu si, gọi là tướng bất động. Này Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật có thể vượt thoát tất cả tham đắm, danh tự chúng sinh, an trụ trong tánh ngu si bình đẳng, thông đạt tánh ngu si. Đó gọi là tất cả chư Phật thành tựu ngu si, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật được thành tựu thân kiến, gọi là tướng bất động. Này Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đấy là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật an trụ trong tánh thân kiến, rốt ráo an trụ, không thoái, không sợ, không động trong tất cả pháp. Do không trụ pháp, thông đạt và biết thân kiến là không sinh, không khởi, không tánh, cho nên tất cả chư Phật đều thành tựu thân kiến, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật đều là tà kiến, gọi là tướng bất động. Này Văn Thù Sư Lợi, vì sao đấy gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tất cả pháp hữu vi, tất cả chư Phật đều là tà vậy, trống rỗng, dối trá, không thật, thông đạt tánh tà kiến bình đẳng. Vì thế tất cả chư Phật đều là tà kiến, gọi là tướng bất động. Bạch Thế Tôn, tất cả chư Phật trụ vào bốn điên đảo năm cái, năm dục ba độc cho đất vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là tướng bất động. Này Văn Thù Sư Lợi, vì sao đấy gọi là tướng bất động? Bạch Thế Tôn, tánh trụ xứ tức chẳng phải trụ xứ. Này Văn Thù Sư Lợi, chẳng phải trụ xứ nghĩa là sao? Bạch Thế Tôn, chẳng phải trụ xứ là tướng thoái chuyển, lay động và trở lại, tức là tất cả các hàng phàm phu, tất cả chư Phật an trụ trong sự bình đẳng của tham dục sân giận ngu si bốn điên đảo năm cái năm dục, đó là chư Phật an trụ trong tám tánh tham dục, đạt được vô lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác. An trụ trong tánh sân giận ngu si bốn điên đảo năm cái năm dục, đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nên tất cả chư Phật trụ vào bốn điên đảo năm cái năm dục ba độc, đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là tướng bất động. Khi ấy Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, nếu có ai hỏi ông cắt đứt tất cả pháp ác, thành tựu tất cả pháp lành, gọi là Như Lai, thì ông trả lời ra sao? Văn Thù Sư Lợi đáp, Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con cắt đứt tất cả pháp ác, thành tựu tất cả pháp lành, gọi là Như Lai, con sẽ trả lời như sau. Này thì Nam, trước hết phải nâng cần kẻ bậc thiện trí thức, tu tập con đường lành. Đối với pháp không có gì để hợp, không có gì để lìa, chớ nắm, chớ bỏ, chớ ràng buộc, chớ cầu, chớ đưa lên, chớ hạ xuống, chớ tìm, chớ kiếm, chớ mong, chớ phân biệt. Các pháp là cao, là giữa, là thấp, rồi sau đó nên biết nơi hành, nơi không hành. Nơi đoạn hành, nếu Phật đã từng hành, không thể nghĩ bàn. Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi, ông trả lời như thế là có nghĩa gì vậy? Văn Thù Sư Lợi đáp, Bạch Thế Tôn, con trả lời như thế nghĩa là không trả lời gì hết. Bạch Thế Tôn, như Phật ngồi ở đạo tràng, hỏi thấy pháp có sinh diệt không? Phật đáp, không. Bạch Thế Tôn, nếu pháp không sinh không diệt thì pháp ấy có thể gọi là cắt đứt tất cả pháp ác, thành tựu tất cả pháp lành không? Phật đáp, không. Bạch Thế Tôn, nếu pháp không sinh không diệt, không cắt đứt tất cả pháp ác, không thành tựu tất cả pháp lành thì pháp ấy thấy như thế nào, cắt đứt như thế nào, chứa như thế nào, tôi như thế nào và đắc như thế nào? Khi nói lời ấy xong, có cả vạn thiên tử trong hư không tung hoa sen trời, đụng màu xanh vàng đỏ trắng lên trên Phật và Văn Thù Sư Lợi, rồi cùng nhau xuống lại dưới chân Phật và Văn Thù Sư Lợi, rồi nói: Bạch Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi đúng là vô ngại thí lợi, Văn Thù Sư Lợi đúng là bất nhị thí lợi, đúng là vô dư thí lợi, là vô sở hữu thí lợi, là như thí lợi, là pháp tánh thí lợi, là thực tế thí lợi, là đệ nhất thí lợi, là thượng thí lợi, là vô thượng thí lợi. Văn Thù Sư Lợi liền nói với các thiên tử: Hãy thôi các vị thiên tử, các vị chớ chấp tướng mà phân biệt. Tôi không thấy các pháp là có cao có thấp, có giữa như những gì các vị nói. Văn Thù Sư Lợi tiếp: Tôi chỉ là tham dục thí lợi, sân giận thí lợi, ngu si thí lợi. Thế nên tôi là Văn Thù Sư Lợi. Các vị nên thiên tử, tôi không ra khỏi tham dục sân giận ngu si. Hàng phàm phu vì phân biệt các pháp nên sinh ra cầu, tới, đến và vượt. Tôi đối với các pháp
chư Bồ Tát không vượt, không phát ra, không tới, không đến. Các thiên tượng hỏi: Bồ Tát không đến mười địa, không đạt Phật pháp ư? Văn Thù sẽ lại nói: Các vị nghĩ sao, kẻ huyễn ảo có khả năng đến mười địa đạt Phật pháp không? Các thiên tượng đáp: Kẻ huyễn còn không có chỗ trụ, huống gì từ trụ địa này đến trụ địa khác. Văn Thù sẽ lại nói: Các thiên tượng, các pháp như huyễn, không đi, không lại, không vượt qua, không xuất ra, không đạt, không đến. Các thiên tượng hỏi: Ngài sẽ không đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Văn Thù sẽ lại hỏi: Các thiên tử, ý các vị thế nào? Hàng phàm phu có thể ngồi đạo tràng đặc nhất thiết trí khi tâm bị tâm dục che lấp không? Các thiên tử đáp: Không. Các thiên tử hỏi: Này Văn Thù sẽ lại, ngài nay tâm bị tâm dục che lấp, vậy có phải là phàm phu không? Văn Thù sẽ lại đáp: Thật đúng vậy, tôi là kẻ phàm phu, khởi lên từ tham dục, khởi lên từ sân giận, khởi lên từ ngu si, tôi là kẻ ngoại đạo, là kẻ tà hạnh. Các thiên tử lại hỏi: Vì sao lại tự nói tôi là phàm phu, khởi lên từ tham dục, khởi lên từ sân giận, khởi lên từ ngu si? Văn Thù sẽ lại đáp: Đó là tánh tham dục, sân giận, ngu si, mười phương cầu không thể được, do không trụ vào pháp mà trụ vào trong tánh ấy. Nên tôi nói tôi là phàm phu, bị ba độc che lấp. Văn Thù sẽ lại: Ngài sao gọi là người là ngoại đạo? Văn Thù sẽ lại đáp: Tôi hoàn toàn không đến ngoại đạo, vì tánh khác đạo không thể đạt được. Nên đối với tất cả đạo, tôi là kẻ đứng ngoài. Các thiên tử hỏi: Ngài sao gọi là kẻ tà hạnh? Văn Thù sẽ lại đáp: Tôi đã biết tất cả pháp đều là tà, là giả dối, không thật. Thế nên tôi là kẻ tà hạnh. Khi nói pháp này, có một vài thiên tử nghe được đều đắc vô sinh pháp nhẫn và cùng nhau nói: Các chúng sinh này đều được lợi ích lớn nhờ được nghe câu nói kim cương chân chánh này. Vậy huống gì nghe rồi tinh hiệu thọ trì đọc tụng giải thích cho người, tu tập theo lời dạy sẽ đạt được vô ngại biện tài, đạt được trí tuệ chân chánh chiếu tỏ tất cả các pháp, khéo léo giả nói về một tướng của một cửa của các pháp và cũng có khả năng chỉ dạy cho chúng sinh tất cả các pháp đều là Phật pháp. Lúc ấy Bồ Tát Hoa Hí Tuệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin hãy nói pháp môn nhập âm thanh tuệ để cho các Bồ Tát sau này nghe được pháp đây không còn sự sợ hãi và biết tánh rút ráo của tất cả âm thanh, không còn sự nghi ngờ ăn năn, không còn sợ chướng ngại đối với các âm thanh. Phật nói: Hãy thôi. Hỏi: Việc đó để làm chi? Pháp môn nhập âm thanh tuệ này không nên nói trước hàng Bồ Tát mới phát ý. Vì sao? Vì những Bồ Tát mới phát ý không thể hiểu, không thể biết, không thể suy nghĩ. Còn như các vị đại Bồ Tát nhập vào pháp môn âm thanh tuệ, giả sử có người ác khẩu, mắng chửi, chê bai, hủy nhục trong suốt hàng hà sa kiếp, mà người này là không sinh tức giận, được có người đem tất cả nhạc cụ cúng dường mà không sinh tâm luyến tiếc, ví như A-la-hán sạch các lậu, tất cả những nơi đáng yêu, không sinh tâm yêu tất cả những gì đáng sân, không sinh tâm sân trong hàng hà sa kiếp. Này thì nam, vậy là Bồ Tát đã nhập vào pháp môn âm thanh tuệ này. Đối với tám pháp lời yếu, bỏ khen, ca tụng, quả trách, khổ vui, Bồ Tát đây đã vượt qua, tâm không lay động, vẫn như núi Chúa tu di vậy. Khi đó Bồ Tát Hoa Hí Tuệ lại thưa: Xin hãy nói pháp môn nhập âm thanh tuệ này để cho hàng Bồ Tát mai sau được nghe pháp môn này mà tự biết lỗi lầm của mình, cũng như để dạy cho người khác. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Hoa Hí Tuệ: Này thì nam, nay ông hãy lắng nghe, suy nghĩ cho thật khéo, ta sẽ vì ông mà nói. Bạch: Vâng, Bạch Thế Tôn, chúng con ưu muốn nghe. Phật nói với Bồ Tát Hoa Hí Tuệ: Nếu Bồ Tát nào nghe âm thanh tham dục, sinh ý tưởng tội lỗi, nghe âm thanh ly tham dục, sinh ý tưởng lợi ích, tức không phải là học Phật pháp. Nếu nghe âm thanh sân tức, sinh ý tưởng tội lỗi, nghe âm thanh lìa sân tức, sinh ý tưởng lợi ích, tức không phải là học Phật pháp. Nếu nghe âm thanh ngu si, sinh ý tưởng tội lỗi, nghe âm thanh lìa ngu si, sinh ý tưởng lợi ích, tức không phải là học Phật pháp. Đối với âm thanh tiểu dục,
Xin ý tưởng vui với âm thanh đa dục. Xin ý tưởng ngại, tức là không thực hành pháp môn âm thanh. Đối với âm thanh biết đủ, xin ý tưởng vui. Đối với âm thanh không biết đủ, xin ý tưởng ngại, tức là không thực hành pháp môn âm thanh. Nếu xin ý tưởng vui đối với âm thanh tế hạnh, xin ý tưởng ngại đối với âm thanh thô hạnh, tức là không hành pháp môn âm thanh. Nếu vui vơ đối với âm thanh lạc tịnh, ngại đối với âm thanh ồn ào, tức là không phải là học Phật pháp. Nếu sinh ý tưởng lợi đối với âm thanh nhẫn nhục, sinh ý tưởng ngại đối với âm thanh sân giận, tức không phải là học Phật pháp. Nếu sinh ý tưởng lợi đối với âm thanh tinh tấn, sinh ý tưởng ngại đối với âm thanh lười biếng, tức không phải là học Phật pháp. Nếu sinh ý tưởng lợi đối với âm thanh thiền định, sinh ý tưởng ngại đối với âm thanh tán loạn, tức không phải là học Phật pháp. Nếu sinh ý tưởng lợi đối với âm thanh trí tuệ, sinh ý tưởng ngại đối với âm thanh ngu si, tức không phải là học Phật pháp. Nếu vui thích đối với âm thanh cận đạo, trở ngại đối với âm thanh viễn đạo, tức là không học Phật pháp, học pháp môn âm thanh. Đối với sinh tử thấy lỗi lầm, đối với niết bàn thấy lợi ích, tức không nhập vào pháp môn âm thanh. Nếu vui thích đối với giải thoát, trở ngại đối với sinh tử, tức không học pháp môn âm thanh. Nếu sinh ý tưởng ngại đối với âm thanh làng xóm, sinh ý tưởng vui đối với âm thanh trống vắng, tức là không học pháp môn âm thanh. Nếu sinh tưởng hỷ đối với âm thanh độc hành, sinh tưởng ngại đối với âm thanh chúng hành, tức không học pháp môn âm thanh. Nếu sinh tưởng vui đối với âm thanh về những việc làm của tỳ kheo, sinh tưởng ngại đối với những việc làm của hàng bạch y, tức không học pháp môn âm thanh. Nếu vui thích đối với việc có oai nghi, trở ngại đối với việc không có oai nghi, tức không phải là học Phật pháp. Nếu vui thích đối với hạnh trong sạch, trở ngại đối với hạnh không trong sạch, tức là không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với hạnh thuần nhất, trở ngại đối với hạnh lộn xộn, tức là không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với hạnh lìa dục, trở ngại đối với hạnh dâm dục, tức không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với tướng lìa sân giận, trở ngại đối với tướng sân giận, tức là không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với tướng lìa si, trở ngại đối với tướng si, tức không học Phật pháp. Nếu đối với không mà vui thích, đối với có lại trở ngại, tức không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với không tướng, trở ngại đối với có tướng, tức không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với không tạo ra, trở ngại đối với có tạo ra, tức không học Phật pháp. Nếu vui thích đối với hạnh Bồ Tát, trở ngại đối với hạnh Thanh Văn, Bất Tri Phật, tức là không học Phật pháp. Nó nói lỗi lầm của Bồ Tát thì cách xa vô thượng chánh đẳng chánh giác, chịu tội nghiệp chướng. Nếu nói tội lỗi oai nghi của Bồ Tát thì sẽ cách xa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát nào sinh ý tưởng thấp hèn đối với Bồ Tát khác, sinh tưởng tốt hơn đối với chính mình, là tự làm tổn thương mình, chịu tội nghiệp chướng. Nếu Bồ Tát muốn dạy Bồ Tát khác thì tự mình nên sinh Phật tưởng rồi sau đó mới dạy. Nếu Bồ Tát muốn không lìa xa vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên sinh tâm xem thường Bồ Tát khác. Thiện nam công đức sẽ diệt mất và không có nếu như xem thường Bồ Tát khác. Thế nên Bồ Tát nếu muốn giữ gìn căn lành công đức, muốn đạt được trí tuệ vô chướng ngại ở trong tất cả pháp thì phải lễ bái 6 lần trong một ngày đêm cầu tất cả Phật đạo Bồ Tát. Lúc bấy giờ Văn Thù sẽ lời Pháp Phân tự bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo như con biết, về ý nghĩa những lời Phật nói thì âm thanh tham dục không có sự khác biệt đối với âm thanh Phật cũng vậy. Âm thanh sân giận đối với âm thanh Phật, âm thanh ngu si với âm thanh Phật, âm thanh ngoại đạo với âm thanh Phật, âm thanh ít ham muốn với âm thanh nhiều ham muốn, âm thanh biết đủ với âm thanh không biết đủ, âm thanh rất nhỏ với âm thanh to lớn, âm thanh ưa một mình với âm thanh ưa cùng người, âm thanh sinh tử với âm thanh giải thoát, âm thanh xa với âm thanh gần, âm thanh sinh tử với âm thanh niết bàn, âm thanh sấm làng với âm thanh vắng lặng, âm thanh bố thí với âm thanh keo kiệt, âm thanh giữ giới âm thanh phá giới, âm thanh nhẫn nhục với âm thanh sân giận, âm thanh tinh tấn với âm thanh lười biếng, âm thanh thiền định với âm thanh tán loạn, âm thanh trí tuệ với âm thanh ngu si đều như nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt. Khi ấy Bồ Tát Hoa Hí Tuệ hỏi Văn Thù Sẽ Lợi Pháp Vương Tử: Vì sao lại như nhau? Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Này Thiên Tử, ý ngài thế nào? Âm thanh tham dục tại sao là như vậy? Thiên Tử đáp:
âm thanh tham dục không như pháp của tiếng vang. Văn Thù sẽ lại tiếp: Ngài biết âm thanh Phật là như thế nào? Thiên Tử đáp: Không ra khỏi không cũng như pháp của tiếng vang. Văn Thù sẽ lại hỏi: Vì có gì tôi lại nói cả âm thanh đều bình đẳng như nhau? Lúc đó Phật bảo với Văn Thù sẽ lại: Ông hãy nói về đời trước, khi trụ ở địa thứ nhất phát khởi ý vì chưa nhập vào tướng các pháp như vậy, ông đã khởi lên tội chướng ngại gì để cho những Bồ Tát giả danh ở đời sau nghe tội chướng ngại của ông nói mà tự chữa gìn chính mình? Văn Thù sẽ lại bạch Phật: Vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ tự nói về tội chướng ngại của mình. Mong những ai nghe những điều này nên có sự lo âu sợ hãi rồi mới có thể diệt trừ tội nghiệp chướng để đạt được trí tuệ vô ngại trong tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, vào thời quá khứ, cách vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn ở Thanh Kỳ Kiếp, khi có một vị Phật hiệu là Sư Tự Hống của âm vương Như Lai là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thọ mạng của vị Phật ấy đến 10 vạn ức na do tha năm. Đức Phật ấy dùng pháp tam thừa và độ tát chúng sinh nước tên là Thiên Quang Minh. Những cây cối trong nước ấy đều do bảy báu làm thành, và những cây báu đó đều phát ra những pháp âm như âm rộng, âm không tướng, âm không tạo ra, âm không sinh, âm không có chỗ, âm không có tướng, không nắm giữ. Dựa vào âm của các pháp này khiến cho chúng sinh được đắc đạo. Trong hội thuyết pháp đầu tiên của vị Phật Sư Tự Hống của âm vương gồm có 99 ức đệ tử thanh văn đều đắc A-la-hán, đã sạch các lậu, đã dứt bỏ các gánh nặng, được lợi ích cho bản thân, xoạch mọi ràng buộc của phiền não, dựa vào chánh trí đắc giải thoát. Bồ Tát cũng gồm có 99 ức đều là những vị đã đạt được vô sanh pháp nhẫn, có khả năng khéo nhập vào mọi pháp môn, thân cận cũng dường cả 100.000 vạn ức chư Phật, còn đã khen ngợi cả 100.000 vạn ức chư Phật, có khả năng độ cả 100.000 vạn ức vô lượng chúng sinh, có khả năng sinh vô lượng đà la ni môn, có khả năng khởi vô lượng 100.000 vạn ức tam muội môn, và cùng với những vị Bồ Tát mới phát ý, số lượng không thể tính hết. Sự đăng nghiêm ở quốc độ của vị Phật ấy là vô lượng không thể nói hết. Việc giáo hóa đã xong, vị Phật ấy nhập vào vô giới Niết Bàn. Sau khi nhiệt độ, giáo pháp của Ngài trụ 6 vạn năm và pháp âm từ các cây báu đều không phát ra nữa. Bây giờ có vị tỳ kheo Bồ Tát tên là Hỷ Căn, là vị Pháp Sư, bản chất ngay thẳng, trang nghiêm không làm mất oai nghi, không bỏ pháp thế gian. Khi đó chúng sinh khắp nơi đều loại căn, ưa nghe lý luận sâu xa. Vị Pháp Sư Hỷ Căn ấy đứng trước mọi người không khen ngợi, ít ham muốn, biết đủ, giữ kỹ hạnh ở một mình mà chỉ dạy cho mọi người thật tướng của các pháp, đó là tánh của tất cả pháp, tức là tánh tham dục. Tánh tham dục tức là tánh của các pháp. Tánh sân giận tức là tánh các pháp. Tánh ngu si tức là tánh các pháp. Pháp Sư Hỷ Căn dùng mọi phương tiện giáo hóa chúng sinh. Các việc làm của chúng sinh đều là một tướng, không có tướng đúng sai. Cách thức khi thi hành là tâm không sân si, bởi do sân ngại không có nhân duyên nên chống đạt được pháp nhẫn, ở trong giáo pháp của Phật nhất định không tiêu tan. Lúc ấy là có vị Pháp Sư tỳ kheo hành Bồ Tát Đạo tên là Tăng Ý. Vị tỳ kheo Tăng Ý này bảo vệ và thực hành cấm giới, đạt được 4 thiền, 4 vô xác định, hành 12 hành đầu đà. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Tăng Ý này có các đệ tử. Các đệ tử đó tâm họ kinh động, ưa xem lỗi người. Bạch Thế Tôn sau này có một lần Bồ Tát Tăng Ý vào xóm làng khất thực, bất ngờ đến nhà đệ tử của Hỷ Căn, thấy vị cư sĩ chủ nhà liền vào nhà trải tòa mà ngồi, rồi vì vị cư sĩ ấy mà khen ngợi sợ ít ham muốn, biết độ, giữ kỹ hạnh, nói những lời nói không có lợi ích, ca ngợi việc ở xa chúng, ưa thực hành một mình. Lại trước vị cư sĩ ấy nói lỗi lầm của Pháp Sư Hỷ Căn: Tỳ kheo này không thực dùng tà kiến đạo giáo hóa chúng sinh, đó là kẻ tạp hành, nói dâm dục không chướng ngại, sân giận không chướng ngại, ngu si không chướng ngại,
tất cả các pháp đều không chướng ngại. Vì cơ sở này là căn đã đạt vô sanh pháp nhẫn, liền nói với tỳ kheo Thắng Ý: Thưa đại đức, ngài biết tham dục là pháp gì chăng? Thắng Ý đáp: Này cư sĩ, ta biết tham dục là phiền não. Cư sĩ hỏi: Thưa đại đức, phiền não này nó ở trong hay ở ngoài? Thắng Ý đáp: Không ở trong cũng chẳng ở ngoài. Thưa đại đức, nếu tham dục không ở trong cũng chẳng ở ngoài, không ở đông tây nam bắc bốn góc trên dưới mười phương, tức là không sinh, nếu đã không sinh sao gọi là nhơ là sạch? Khi ấy tỳ kheo Thắng Ý giận dữ không vui, đứng dậy bỏ đi và nói: Tỳ kheo hỷ căn này đã dùng lời nói dối để mê hoặc mọi người. Người này do không học pháp môn nhập âm thanh, nên nghe âm thanh Phật thì vui, nghe âm thanh ngoại đạo thì sân. Đối với âm thanh phàm hạnh thì vui, đối với âm thanh chẳng phàm hạnh thì sân. Do không học pháp môn nhập âm thanh, nên đối với âm thanh sạch thì vui, âm thanh nhơ thì sân. Do không học pháp môn nhập âm thanh, nên đối với âm thanh thánh đạo thì vui, âm thanh phàm phô thì ngại. Do không học pháp môn âm thanh, nên đối với âm thanh vui mừng, vui thì mừng, âm thanh khổ thì ngại. Do không học pháp môn nhập âm thanh, nên đối với âm thanh xuất gia thì vui, âm thanh tại gia thì ngại. Do không học pháp môn nhập âm thanh, nên đối với âm thanh xuất thế gian thì vui, âm thanh thế gian thì ngại. Do không học pháp môn nhập âm thanh, nên đối với việc bố thí thì sinh ý tưởng lợi, đối với sự keo kiệt thì sinh ý tưởng ngại. Do không học Phật pháp, nên đối với giữ giới sinh tưởng lợi, đối với phá giới sinh tưởng ngại. Khi đó tỳ kheo Thắng Ý ra khỏi nhà vị cư sĩ nọ, trở về chỗ ở, thấy Bồ Tát Hỷ Căn ở giữa chúng tăng, liền nói với mọi người: Tỳ kheo Hỷ Căn này phần nhiều dùng giả dối tà kiến để giáo hóa chúng sinh, cho dâm dục chẳng phải chướng ngại, sân giận chẳng phải chướng ngại, ngu si chẳng phải chướng ngại, tất cả pháp chẳng phải chướng ngại. Khi ấy Bồ Tát Hỷ Căn mới thầm nghĩ: Tỳ kheo này nay đang khởi chướng ngại tội nghiệp, ta phải vì họ mà thuyết pháp sâu xa cho đến khi tạo được nhân duyên để giúp đỡ họ tu đạo Bồ Đề. Bây giờ trước chúng tăng, Bồ Tát Hỷ Căn liền nói kệ: Tham dục là niết bàn, sân giận cũng như vậy, ở trong ba việc này có vô lượng Phật pháp. Nếu người nào phân biệt dâm dục với sân giận, người đấy cách xa Phật ví như trời và đất. Bồ đề và tham dục là một chẳng phải hai, đều nhập một pháp môn bình đẳng không có khác. Hễ người nghe sợ hãi cách Phật đạo rất xa, tham dục không sinh diệt, khiến không khiến tâm buồn bực. Nếu ai có ngã tâm và có điều được thấy, người này vì tham dục sẽ đọa vào địa ngục. Tánh thật của tham dục tức là tánh Phật pháp, tánh thật của Phật pháp cũng là tánh tham dục. Hai pháp này một tướng, gọi đó là vô tướng. Nếu biết được như vậy là bậc thầy thế gian. Nếu người nào phân biệt là trì giới phá giới, do trì giới mê cuồng khinh miệt những người khác, người này không bồ đề cũng không có Phật pháp, chỉ được tự an trụ trong những điều được thấy. Nếu trụ nơi thanh vắng, khen mình mà che người, còn không được sinh thiên, huống gì là bồ đề. Đều do chấp thanh vắng, trụ ở nơi tà kiến và bồ đề đều ngang bằng không khác, chỉ là tên chữ số lời nói mới sai khác. Nếu ai thông đạt được thì gần với bồ đề. Phân biệt do phiền não tức dính vào tịnh kiến, không bồ đề Phật pháp trụ trong đều được thấy. Nếu tham đắm Phật pháp thì cách xa Phật pháp, nếu tham đắm vô ngại trở lại chịu khổ não. Nếu ai không phân biệt tham dục sân nhớ si và vào tánh ba độc, ắt thấy được bồ đề. Người này gần Phật đạo trong đất vô sinh nhẫn, nếu thấy pháp hữu vi khác biệt pháp vô vi, người này trọn không được thoát khỏi pháp hữu vi. Đã biết hai tánh đồng là bậc nhân trung tôn, Phật không thấy bồ đề cũng không thấy Phật pháp, bởi không đắm các pháp hàng ma thành Phật đạo. Nếu muốn độ chúng sinh chớ phân biệt tánh ấy, tất cả các chúng sinh đều đồng với niết bàn. Nếu thấy được như vậy thì sẽ được thành Phật. Ta mới không vắng lặng mà hiện tướng vắng lặng ở giữa hàng trời người, là một kẻ đại tặc,
Người ấy không bồ đề và không có Phật pháp. Nếu mong muốn như vậy, ta sẽ được làm Phật. Hàng phàm phu như thế, bởi sức vô minh kéo, Phật pháp rất thanh tịnh, khác nào như hư không. Trong ấy không thể nắm, cũng không thể bỏ được. Phật không đắc Phật đạo, cũng không độ chúng sinh. Phàm phu gắng phân biệt làm Phật độ chúng sinh. Người này với Phật pháp càng ra sức cách xa. Nếu thấy khổ chúng sinh, làm người chịu khổ ấy. Chúng sinh không chúng sinh mà nói có chúng sinh. Rồi trong tướng chúng sinh thì không có bồ đề. Nếu ai thấy chúng sinh là rốt ráo giải thoát, không có dâm giận si, biết là tướng thế gian. Nếu không thấy chúng sinh, không thấy chẳng chúng sinh, không được Phật pháp thật, Phật đồng tan chúng sinh. Nếu có thể biết vậy là bậc thầy thế gian. Nếu ai muốn thành Phật, chớ hoại tánh tham dục. Tánh tham dục tức là công đức của chư Phật. Nếu ai muốn phát tâm tùy thuận đạo bồ đề, chớ tự có phân biệt tâm khác với bồ đề. Phát tâm tức bồ đề, biết vậy là thế tướng. Nếu nói ngoại đạo xấu, khen Phật nhân trung tôn, cả hai đều không khác, biết là tướng thế gian. Nếu ai cầu bồ đề, người ấy không bồ đề. Nếu thấy tướng bồ đề là cách xa bồ đề. Bồ đề chẳng bồ đề, Phật đà chẳng Phật đà. Nếu biết là một tướng tức là thầy thế gian. Nếu ai nghĩ như vậy, ta đương độ chúng sinh, tức đấm tướng chúng sinh, người ấy không bồ đề, cũng không có Phật pháp, trụ ở trong hữu kiến, tham dục không trong ngoài, cũng không ở các phương, phân biệt là pháp không, phàm phu bị tiêu đốt như huyện ánh lửa vàng, như mộng thấy thạch nữ. Cái phiền não như vậy nhất định không thể được. Bởi không biết là không, nên phàm phu mê cuồng. Nếu cầu tánh phiền não tức là đạo. Nếu có ai phân biệt là đạo là chẳng đạo, người ấy trọn không được, không phân biệt bồ đề. Phàm phu sợ pháp Phật, cách xa Phật rất xa. Nếu không nghi pháp không, người ấy đắc bồ đề, tất cả pháp hữu vi, tức là pháp vô vi. Số ấy không thể được, vô số nên vô vi. Nếu giữa tâm bồ đề, tự cao không biết sợ, tự nghĩ phải làm Phật, người ấy không bồ đề. Còn không có Phật pháp, lìa bảo ấn bồ đề. Nếu chưa có tụng kinh, nhớ nghĩ mà phân biệt, không xét kỹ nghĩa lý, chỉ vì tham danh lợi, tự nghĩ sẽ làm Phật, tất thành không có nghi. Chỉ tham nơi danh lợi, đọc kinh, trụ vắng vẻ, phân biệt hạnh tiểu dục, trở lại bị tham kéo. Nếu muốn xả bỏ tham, không được cách xa tham. Nếu xa tham, pháp thật là người năng lìa tham. Không đắc pháp thật tế, tuy suốt đêm trì giới, đã các thiền vô ngại, không vào vị Phật pháp. Biết pháp không có tánh, không mất tất cả pháp, không nói giới chẳng giới, được thoát hữu kiến trung. Do không trì tánh giới, là biết trì giới pháp. Biết giới tướng như vậy, trọn không phá tan giới. Pháp phương của chư Phật, toàn pháp khó nghĩ bàn. Vô lượng sức phương tiện, dẫn dắt các chúng sinh dùng một tướng pháp môn khiến vào đạo Niết Bàn. Phàm phu nghe Phật pháp, không ngã không có pháp. Một tướng tự tánh không, không tin đọa hố sâu. Tư bạch y thọ dục, nghe pháp này không sợ, hơn người hành đầu đà, đồ trong sự hiểu biết. Mười phương Phật hiện tại lợi ích các thế gian. Biết pháp như hư không, đều đã đắc bồ đề. Nếu có người không biết ưa thích phân biệt pháp, nghe pháp thật tướng này, ác sinh nghi sợ hãi, người này vô lượng kiếp chịu đủ các nỗi khổ. Khi nói bài kệ pháp này xong, có 30.000 thiên tử đạt được vô sinh pháp nhẫn, 18.000 người dứt sạch các lậu, được giải thoát. Tức thời đất nứt ra, tỳ kheo tăng ý liền đọa vào địa ngục lớn. Do nhân chuyên nghiệp chướng tội này, trải qua 100.000 ức nơi cho ta kiếp, vì tỳ kheo này và chịu các khổ độc trong địa ngục lớn. Khi ra khỏi địa ngục, trải qua 74.000 đời, thường bị cho bài, trải qua vô số 100.000 kiếp cho đến không nghe được tên chữ của Phật. Và kể từ đó về sau, sẽ trở lại được gặp Phật, được xuất gia học đạo và không có chí ưa thích. Trong 63.000 đời, thường bỏ đạo nhập vào thế tục. Và cũng bởi do những nghiệp chướng tội khác, đã biết bao 100.000 đời, các căn bị ám độ.
Bạch Thế Tôn, khi ấy Pháp Sư Hỷ Căn nơi đang ở phương Đông, trong quán 10 vạn ức cõi Phật, có nước tên là Bảo Trang Nghiêm. Ở trong đấy, Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Viết Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Còn hiện nay thì Kheo Thắng Ý ấy chính là con đây. Bạch Thế Tôn, khi gia nhập vào Pháp tướng môn ấy, con đã chịu khổ như vậy, khổ phân biệt, khổ điên đảo. Thế nên nếu có ai phát tâm Bồ Đề, nếu có ai phát tâm Tiểu Thừa, không muốn khỏi nghiệp chướng tội như vậy, thì không muốn chịu các khổ như vậy, thì không nên trái ngược với Phật Pháp, không sân sân ngại ở bất cứ nơi đâu. Phật bảo Văn Thù sẽ lại, ông nghe bài kệ ấy được những lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, do nghe bài kệ này, nghiệp chướng tội của con hoàn toàn chấm dứt, sinh ra bất kỳ ở nơi đâu cũng được lợi căn trí tuệ, được pháp nhẫn sâu xa, được quyết định nhẫn, khéo nói pháp sâu xa. Văn Thù Sư Lợi, do sức của ai mà ông có thể nhớ được nhân duyên của tội nghiệp trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp như vậy? Bạch Thế Tôn, những suy tính, những lời nói, những nhớ nghĩ của các Bồ Tát đều là do thần lực của Phật. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều từ Phật mà ra. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu đạt 10 lực của Phật, nếu nghe được kinh này thì bằng nhau không khác. Nếu đắc vô sinh pháp nhẫn, nếu được nghe được kinh này thì bằng nhau không khác. Văn Thù Sư Lợi nói, như con biết về nghĩa lý những lời Phật nói, thì ai nghe được kinh này sẽ được lợi ích công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Này Văn Thù Sư Lợi, đúng vậy, đúng như vậy. Ai nghe được kinh này thì đạt được lợi ích công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Chỉ Phật không rộng nói. Vì sao? Vì người không tu đạo, người không tinh tấn, những kẻ khi nghe nói lợi ích này thì không thể tin. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử cùng Di Lặc Bồ Tát, Bạch Phật, Bạch Thế Tôn nhớ nghĩ và bảo vệ kênh này để 500 năm sau ở vị lai sẽ khiến kênh này được lưu truyền rộng rãi, đều được thọ trì, ma cùng ma thiên sẽ không còn tùy tiện nữa. Khi ấy, vì muốn hộ niệm kinh pháp này, Đức Phật nhìn hai bên tức thời, hằng hà sa vô lượng quốc độ ở mười phương chấn động sáu cách. Như thế tức là đã hộ niệm kinh này, và mười phương hằng hà sa chư Phật cũng hộ niệm kinh này. Khi nói kinh này, hằng hà sa vô lượng chúng sinh trong mười phương quốc độ đều đạt được vô sinh pháp nhẫn, huống gì là những người đã đạt được thanh văn vô học, những người trụ học địa. Bấy giờ A Nan liền đứng dậy, rạch áo vai phải, rồi bạch Phật, bạch Thế Tôn, kênh này tên gì, thờ phụng và tu hành như thế nào? Phật bảo A Nan, kênh này tên là Chư Pháp Vô Hành. Sau khi nghe Phật nói kênh này, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, Đại Bồ Tát Di Lặc, Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ, Thiên Tử Hoa Hí Tuệ, cùng tất cả chúng Bồ Tát và A Nan, với các hàng trời người Atula đều hết sức vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đang có đức này hồi hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh đã trở thành Phật đạo. Kinh Chư Pháp Vô Hành quyển hạ hết.